Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh của mình. Nào, hôm nay Văn Khánh cũng đã lên được cho anh em hai cái trận đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai. Trận đấu giữa Juve gặp Udin của Serie A và trận đấu giữa Monza gặp Inter Milan. Thì ngoài ra còn La Liga cũng đã quay trở lại. Để chúng ta sẽ có hai cái trận đấu khá là sớm. Trận đấu lúc 0 giờ 30 rạng sáng ngày mai giữa Mallorca gặp Real Valladolid và trận đấu lúc 3 giờ Espanyol và Girona. Mình sẽ lên hai trận này cho anh em thôi. Còn các cái trận đấu khác thì nếu mà rảnh thì Khánh cũng sẽ lên cho anh em những cái trận đấu còn lại diễn ra vào các khung giờ đẹp hơn anh em nhé. 18 giờ 30 này, 21 giờ của Serie A và 20 giờ cũng như là 22 giờ 15 của La Liga. Đây trận đấu giữa Mallorca gặp Valladolid thì chúng ta có thể xem đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội anh em nhé. Mallorca có thể ra sân với đội hình 3-4-3. Đấy, đá cao nhất trên hàng công của họ sẽ là Lee Kang In. Đấy, con hàng này cũng là một trong hai con hàng đã nổi bật nhất bên phía của Mallorca. Với việc có cho mình được hai bàn thắng và ba đường kiến tạo anh em nhé. Số 19. Đá ở vị trí tiền đạo trung tâm của họ sẽ là con hàng Vedat Muriqui. Con hàng này thì đang là tay sân bàn số 1 của Mallorca. Đấy, với 8 bàn thắng. Và cũng có cho mình được một đường kiến tạo. Đấy, con hàng số 10 bên phía cánh phải là Antonio Sanchez. Con hàng này thì hiện tại cũng chưa có quá nhiều những cái đường kiến tạo cũng như là bàn thắng không có. Và cái điểm số nó khá là thấp. Đấy. Thì bên phía cánh phải này chúng ta sẽ có con hàng số 6 PT để có thể trấn thủ bên phía cánh phải này anh em nhé, không quá lo lắng cho Mallorca trong cái trận đấu này. Còn về phía bên Real Valladolid thì họ đang thiếu cho mình rất là nhiều các cầu thủ anh em nhé, và đáng chú ý nhất là Sergio Leon. Đấy, tiền đạo số 1 của họ hiện tại đang có cho mình được 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Anh em để ý con hàng này nhé. Dính ngắn thẻ anh em ạ. Và Javi Sanchez cũng dính ngắn thẻ. Javi Sanchez này thì là một con hàng hỗ trợ phòng thủ cực kỳ tốt. Cái điều đó thể hiện cho ta thấy bằng cách là con hàng này đã có cho mình 5 thẻ vàng anh em nhé. Dính ngắn thẻ từ trước 2 thẻ, con hàng này có cho mình 5 thẻ vàng rồi. Còn một số các con hàng khác thì không quá là đáng chú ý đâu anh em ạ. Con hàng Mensah thì hiện tại mình chưa thấy điền tên ở đây. Đây, Mensah. Không phải con hàng này anh em ạ, Mensah kìa. Mình đang tìm nhưng mà hiện tại chưa có tên ở đây. Đấy, cũng đã có cho mình được 2 bàn thắng. Con hàng số 24, Fernandez. Đấy. Phủ thôi nhưng mà dâng cực kỳ cao anh em nhé, có cho mình được một bàn thắng. Đội hình của Valladolid trận đấu này mình thấy đang khá là nhiều. Đấy, không có quá nhiều cái cá nhân xuất sắc ở trong trận đấu này. Với việc thiếu vắng đi cho mình con hàng tiền đạo xuất sắc nhất và phải đến làm khách thì cũng như là họ đang đứng dưới bảng xếp hạng. Đấy, đứng dưới Mallorca tới 3 bậc. Thì mình nghĩ trận đấu này đấy, Mallorca có cái phần trăm chiến thắng cao hơn rất là nhiều so với Valladolid anh em nhé. Phong độ hai trận thua luôn. Còn bên phía của Mallorca thì họ chỉ để thua một trận trước Getafe, sân nhà của Getafe. Getafe ở cái giải đấu này cũng là một con hàng cực kỳ khó chịu trên sân nhà anh em nhé.
À, nhưng họ có một chiến thắng đấy trước Atletico Madrid 1-0 và chiến thắng Villarreal với tỷ số 2-0. Trận cầm hòa Espanyol này thì đã là bất ngờ đấy. Có lẽ trận đấu này là Mallorca lỗi gì đó, chứ mình không nghĩ là Espanyol có thể cầm hòa được Mallorca trên sân nhà đâu. Đã là khó trong cái trận đấu này. Các lần đối đầu thì tất nhiên rồi, lại đang nghiêng về Valladolid anh em nhé. Với hai trận năm 19 và năm 20 thì Valladolid đều giành chiến thắng với tỷ số 3-0 và 1-0 trên sân nhà cũng như trên sân khách. Thì với cái việc như vậy thì kèo sẽ như thế nào? Thì Mallorca hiện tại đang chấp 0.5 anh em nhé, và ăn 1.03 và đánh cho Real Valladolid thì anh em sẽ ăn 0.9. Tài xỉu trận này sẽ là 2.0. Mình nghĩ trận đấu này sẽ cả hai đội sẽ đều ghi bàn, nên cái kèo đầu tiên mình hướng anh em ghi hướng cho anh em sẽ là cái kèo cả hai đội đều ghi bàn anh em nhé. Hiện tại thì kèo này đang ăn 1.13 và vừa có dấu hiệu giảm đấy. Mình nghĩ sẽ là tỷ số 2-1 cho Mallorca hoặc có thể hơn. Thì với tỷ số 2-1 đấy, chúng ta sẽ có những cái mã kèo nào? Chúng ta sẽ có được cái mã kèo Mallorca chấp 0.5 này và mã kèo tài trận anh em nhé. Mình sẽ xem qua góc tài trận tài 2. Tài 2 đánh ra khá là an toàn anh em ạ. Đấy, đi cho Mallorca trên sân nhà với việc Valadios Dolid thiếu đi mình cho mình khá là nhiều cái cầu thủ, thiếu đi con tiền hàng hàng tiền đạo quan trọng nhất, thì anh em bỏ qua, có thể bỏ qua cái kèo cả hai đội ghi bàn đi. Đấy, anh em chỉ nên ghi cái mã kèo Mallorca chấp 0.5 này, cũng như có thể đi nhẹ cái mã kèo Mallorca chấp 0.25 ở hiệp 1 anh em nhé. Góc thì mình đang hướng đến một cái trận đấu ít góc. Hai con hàng này mình đang hướng đến một trận đấu ít góc. Thì anh em có thể đi góc chấp cho Mallorca ở hiệp 1 với chấp 0.5. Tài xỉu thì tài xỉu góc hiệp 1 là 4, anh em không nên đi. Mình đang có thiên hướng về cái xỉu xỉu góc 4 hiệp 1 cũng như là xỉu góc 9 toàn trận. Nhưng anh em cứ bình tĩnh nhé. Mình sẽ chốt lại những cái mã kèo này trong cái nhóm của mình. Đấy, anh em mình chỉ đưa ra đây để anh em có thể tham khảo thôi. Đấy, có thể tham khảo hai cái mã kèo này. Là mã kèo Mallorca chấp góc hiệp 1 anh em nhé. Cũng có thể anh em cũng có thể nghĩ tới cái mã kèo Mallorca chấp góc toàn trận với mức chấp là 1.25. Đấy, cũng có thể nghĩ đến. Thì đấy là một số cái mã kèo đấy Khánh muốn cho đưa ra cho anh em tham khảo trong cái trận đấu này. Trận đấu giữa Mallorca gặp Valladolid sẽ diễn ra vào lúc 0:30 rạng sáng ngày mai anh em nhé. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa một số các mã kèo mà Khánh muốn đưa ra cho anh em tham khảo. Đó là đầu tiên là mã kèo Mallorca được chấp 0.5 anh em nhé. Tiếp theo là mã kèo Mallorca chấp góc toàn trận cũng như là hiệp 1. Đấy, xỉu góc hiệp 1 và xỉu góc toàn trận. Thì Khánh sẽ chốt lại một lần nữa những cái mã kèo này. Lúc khoảng là 11 rưỡi hoặc 12 giờ thì trên nhóm của Khánh. Thì nếu mà anh em muốn có vào được cái nhóm của Khánh thì anh em có thể liên hệ với Khánh qua Zalo cũng như là Telegram để Khánh có thể hỗ trợ anh em. Đấy, có một cái nơi để anh em giao lưu với những người anh em khác và nhận được những cái mã kèo sáng từ Khánh anh em nhé. Hôm qua thì Khánh vừa ăn được một cái xiên bẩy đấy thì rất là chán, tại vì một số anh chỉ có một số anh em theo thôi và anh em không theo đủ. Có một anh em người anh em thì tách ra đánh xiên năm đấy, rất là rực rỡ. Mình chỉ muốn lúc nào anh em theo hết đấy, tại vì xiên thực ra là ăn nó cũng khá là khó ấy, nên là đánh vui anh em. Chúng ta đánh như kiểu đánh xổ số vậy. Thì nếu mà anh em muốn nhận được những mã kèo trong những cái trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Khánh. Đấy,
cũng như là anh em có thể có những cái xiên để chúng ta cầu cái vận may của mình. Thì Khánh xin kết thúc cái video này đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các cái video tiếp theo.